quái thú nha anh em. Đang ăn hạt dinh dưỡng với cắm niu 50-50, bơm thêm cầu cào nữa để sắp tới đây chinh chiến nha. Nói chung hiện tại thì củi lửa rất là căng rồi, nhưng mà thời gian cũng khá là bần nên là ít thi. Đồ căng thì khỏi bàn nha. Quay một lần hơi nắng, nắng phơi nắng. Nó đang kiếm chim ấy. Đang kiếm chim như này. Bốt chân rất là dài rồi. Một chú chim tuy đã già tuổi nhưng mà thể lực rất tốt nha. Lòng lá thì rất là đẹp. Hồi nãy nó hơi ngược sáng tí nên là nhìn nó không có ấy, nhưng mà nhìn ngoài đời thực thì lông đẹp lắm. Con cầu cào nữa nhé. Còn lại cám thì hạt dinh dưỡng trộn với cam niu tỷ lệ 50-50, bơm thêm cầu cào nữa, nó căng bét luôn.